Cây mà ngon cực kỳ luôn. Chào mừng các bạn đến với kênh mới của Gấu, đó chính là kênh Vinh Gấu Vlog. Ở kênh Vlog này á thì Gấu chuyên đi review các món ăn nè, các thứ độc đáo thú vị trên đời này. Nói chung là cái gì thú vị thì Gấu sẽ review cái đó cho các bạn xem nha. Và thật là mong các bạn bỏ qua, vì đây là cái vlog đầu tiên của Gấu cho nên có thể là không được suôn sẻ với không được hay lắm, cho nên mong các bạn lượng thứ cho Gấu nha. Anyway thì hôm nay Gấu sẽ review cho các bạn một món rất là độc đáo thú vị mà Gấu vừa đưa một người bạn bay từ bên nước ngoài về tặng cho Gấu. Đó chính là một hộp lẩu tự soi. Trời ơi, nghe thú vị đúng không? Tự nhiên lẩu mà lại là lẩu tự soi mà lẩu đóng hộp, với các bạn nghe rất là lạ đúng không? Thôi có giỡn thôi chứ Gấu cũng biết là các bạn cũng có vài bạn đã ăn thử rồi. Và hôm nay thì Gấu sẽ review lại cho các bạn xem nha. Và các bạn chưa ăn thì các bạn sẽ xem Gấu hôm nay ăn như thế nào nha. Thì trước khi mà review cái hộp lẩu này thì Gấu cũng có một câu chuyện, đó là từ trước đó là Gấu đi Trung Quốc chơi thì Gấu cũng mua một hộp mà không phải là hộp lẩu tự soi mà là hộp mì tự soi. Khi mà đi qua cái cổng hải quan á thì nó tiếp lên, chắc là hình như trong đó có bột nước dùng lẩu, nó có chất lỏng á, cho nên hải quan giữ lại thì thấy là Gấu cũng không được đem về luôn. Và từ đó tới giờ là chưa được ăn cái mì tự soi, lẩu tự soi nào hết. Và hôm nay rất là may mắn vì được một người bạn tặng cho cái hộp lẩu tự soi này, thì Gấu sẽ có dịp ăn thử cho bạn xem nha. Ôi, đầu tiên á thì xung quanh cái hộp lẩu này là toàn là chữ Trung Quốc không à, không có một chữ tiếng Anh luôn. Nói thiệt thì Gấu cũng qua Trung Quốc chơi thì Gấu cũng thấy là bên Trung Quốc thì họ cũng không có dùng tiếng Anh nhiều. Kể cả các bạn đi vô mấy cái Starbucks hay là mấy cái mà nhãn hàng nước ngoài thì họ cũng không biết nói tiếng Anh luôn, họ chỉ biết nói tiếng Trung Quốc thôi, họ không dùng tiếng Anh nhiều. Giống như kiểu là ở bản thân ta là một cái Trung Quốc rồi, cho nên người ta không có cần sử dụng tiếng nước khác, ta sử dụng tiếng nước người ta thôi. Cho nên trong cái hộp này cũng vậy, cũng không có tiếng Anh luôn, còn toàn tiếng Tàu, tiếng Trung Quốc thôi. Và Gấu, theo Gấu được biết thì đây là tên là lẩu trùng thánh. Và bạn của Gấu nói thì lẩu thì cay lắm nha, cay cay xé lũi luôn, và ăn rồi coi chừng nha. Rồi bây giờ nói chuyện nguyên thiên xong rồi, bây giờ Gấu sẽ thử bóc hộp cái này ra và nấu thử cho các bạn ăn nha. Rồi các bạn ăn cùng Gấu nha. Đầu tiên thì chúng ta bóc cái vỏ ra. Ở đây thì cái hộp hơi mớp, có thể do cái vấn đề vận chuyển thì nó làm cái hộp hơi mớp, nhưng mà không sao, có đồ ăn là được rồi, không có đòi hỏi nhiều. Này, đầu tiên chúng ta mở cái lớp nhựa ra nè. Đó. À, đó cái bọc này đây. À, hình như cái bọc này là bọc hút ẩm. Thôi kệ bà nó, bỏ qua bên. Rồi. Wow, các bạn nhìn nè, các bạn thấy rõ không, trong đây là có một cái hướng dẫn này các bạn thấy không, là bước một xếp sẽ tiếng Tàu không, thì cùng mình dù mình không biết tiếng Tàu nhưng mà mình nhìn hình thì mình cũng thấy là làm là bước một là đổ các gói gia vị vô nè, hình này có hình và chờ trong 15 phút là chúng ta có thể ăn rồi. Ý, thích quá, đói bụng quá, để qua một bên rồi xíu dùng phần gác đây. Nó sẽ mở thử cho các bạn xem nha. Wow, đây là có một cái hộp, có một cái lỗ nè. Hình như cái lỗ này là cái lỗ thoát khí đúng không các bạn? Cái lỗ thoát khí. Nhìn chuyên nghiệp. Đây là cái gì ta? À, đũa với nĩa. Ui, đúng luôn, giỏi quá. Đúng là kiểu mà mò hình đóng vật á, mò vật đóng tên chứ. Ui, đũa muỗng luôn. Trời ơi, còn có khăn giấy nè. Đúng là sang chảnh ha. Nhưng mà có một bộ thôi, lỡ ăn 2-3 người thì sao trời. Có một bộ, để bằng bên. Tiếp theo đây là cái bọc gì vậy ta? Hình như là bọc gì không biết, hồi chúng ta mở ra thì sẽ biết. Còn đây là hình như là bọc miếng bọc mì gì đó. Rồi, đây là cái hộp của nó. Cái chỗ đây chúng ta đựng lẩu. Đây, đây là hình như là rau củ. Có rất là nhiều loại rau củ trong này. Hình như thôi nha, hình như thôi chứ không biết trong đây là rau củ thiệt hay không. Tại vì hồi nãy cũng có lên mạng coi sơ cách người ta nấu để học theo, thì hình như trong đây là rau củ, chứ Gấu không biết rau củ là cái gì nữa. Họ bỏ qua một bên đi. Đây là bịch, tức là gia vị nêm gì đó. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta, đó chính là gói tự soi. Với cái gói này là có thể làm cho nước lạnh trở thành nước sôi và làm chín cái lẩu này. Ui, ghê thiệt. Thôi giờ bẻ cái hộp cho nó thẳng ra đi ăn cho nó dễ ha. Mớp thì mớp mình vẫn làm đẹp là bình thường, chứ bộ đâu có phải mớp mình để mớp mình ăn luôn đâu. Đó. Rồi, hình thức đã đẹp lại rồi, các bạn thấy không? Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi. Để cái hộp qua một bên đi, xíu mình xài. Đây, để qua một bên. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ bỏ tất cả nguyên liệu vô cái tô này. Đây. Rồi, để coi đây có phải là... Thôi, mở này trước đi. Chúng ta sẽ mở cái bọc này trước, cái bọc miếng nha. Không phải. Đây là bọc rau, chết cha. Đây mới là bọc miếng. Trời ơi, đóng đại mà sai bét nhè hết trơn rồi, trời ơi. Trời, nè, nấm đông cô nè. Hình như
có khoai lang, có nấm mèo, có rau cải nữa nè. Ôi nhiều quá, nhiều loại rau á. Bỏ vô này các bạn thấy không, quá trời các loại rau luôn. Đây đây đó, quá trời rau luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ bọc này, bọc gấu hồi nãy gấu đóng tay, gấu tưởng bọc rau. Thôi thì mở ra cái hình như bọc miếng không, đúng rồi, bọc miếng đây. Mà hình như là miếng là phải đổ lên trên đúng không, mà sao giờ bây giờ gấu để chết cha rồi, bây giờ phải làm sao đây? Không sao, mình có cách giải quyết. Mình chế này ra đây đi, mình bỏ bọc miếng, mình bỏ miếng vô xong mình bỏ rau vô lại đó, không sao, không sao hết. Rồi chuyện gì nó cũng có cách giải quyết thôi đó. Rồi đây đó, tên tên. Còn bọc này bọc gì đấy ta, mở thử nha, bọc gì vậy? Wow, thơm quá, hình như là nước dùng, nước dùng cô đặc, nước dùng cô đặc đây nè. Wow, nước dùng và thịt, đúng rồi. Đây mình chảy lên đây, đúng không? Rồi ui, đây là nước dùng các bạn, nó đặc quẹo luôn, đặc cứng nhắc luôn. Đấy, đâu sẽ bỏ luôn. Cái này có thịt luôn nha. À không, trong này là có ớt. Hình như là, tôi lấy cái đũa coi. Hình như là trong gói rau hồi nãy á, là có cả thịt luôn nè các bạn, có thịt bò khô nè. Nè, trong gói rau hồi nãy là có thịt bò luôn. À, có đậu hũ nữa. Trong gói rau hồi nãy là có cái đậu hũ nè, các bạn nhìn nè. Khô, cứng nhắc luôn. Chắc hồi chứa nước vô nó sẽ. Rồi, thịt bò quá nhiều. Đây một đống thịt bò luôn, quá trời thịt bò luôn. Đó, ăn là bảo đảm ngon cực kỳ. Để con hướng dẫn coi. Đầu tiên là bỏ hết tất cả các gói vô trong cái này. Xong đổ thêm gói. À đây là gói gia vị ớt. Đây, ớt, ớt và tiêu. Nè, ớt là phun trắng nè. Ui chắc cay lắm chị ơi. Thôi kệ, bỏ vô thì đầy đủ thì review nó mới có tâm. Chứ bây giờ mà mình không ăn cay được mà mình bỏ ít vô thì nó không có tâm đây. Tất cả mọi thứ đã xong hết. Tiếp theo chúng ta chế nước đánh bạch. Chế nước đánh bạch đây. Gấu có chuẩn bị một ly nước nè. Gấu sẽ chế đến cái vạch của nó. À, chế nước đánh vạch đây. Rồi, xong. Đây, đã chế nước đánh vạch. Đánh cái vạch của nó đây. Tiếp theo chúng ta chắc nhấn cái gia vị này xuống cho nó xuống xuống đáy. Nó hòa tan được. Rồi. Đây, dẻ cái cục này ra, dẻ cái cục mà cục súp. Cái cục súp mà cô đặc á, cho nó ra. Rồi, dễ cục súp cô đặc cho nó đều ra. Xong. Ui, nhìn nè, nhìn cũng ngon ha. Rồi, tiếp theo. Bước này rất là thú vị. Chúng ta xé cái gói tự soi ra. Đây, gói tự soi. Xé ra nha. Không có mùi gì hết. Ok. Rồi, bỏ vô cái đấy. Rồi tiếp theo chế nước, chế nước đến cái bạch ở dưới đây. Đây là sẽ chế cho nha. À rồi xong, để coi có gì xảy ra không. Đây cái gói đang phồng lên nên là đó, khó bóc lên các bạn thấy không. Trời ơi ghê quá, bỏ cái a nóng quá, ui muốn thổng tay luôn các bạn. Rồi bỏ cái lẩu vô, chúng ta đậy nắp lại nha. Đây đậy nắp lại và chờ 15 phút. Sau khi chúng ta đậy nắp lại thì các bạn thấy không, khói nó ra từ cái lỗ nhỏ, cái lỗ thấp tí nè. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ chờ 15 phút, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nha. Sau 15 phút chờ đợi mệt mỏi thì gấu đã trở lại rồi đây. Nhìn nè, bây giờ khói nó bốc từ cái lỗ này bay lên như là cái miệng núi lửa phun trào các bạn. Nhìn là sôi quá thì sôi luôn, gấu không biết là tại sao mà có thể sôi được như vậy nữa. Mình chế nước lạnh vô không mà sao nó sôi được hay ha. Thật là thú vị, lần đầu tiên gấu mới thấy cảnh này luôn á. Thôi thì bây giờ chờ gì nữa mà không có mở cái hộp này ra, chúng ta ăn thử nha. Bây giờ nó sẽ mở ra. Ui, nóng lắm à. Wow. Các bạn nhìn nè. Nè các bạn nhìn nè. Đó, bên trong rất là ngon. Là chúng ta có đậu hũ nè. Chúng ta có nấm đông cô nè. Ta có khoai nè. Khoai lang nè. Ui thịt bò nè các bạn. Không biết thịt bò này có ăn ngon như là thịt bò ở lẩu mình tự nấu ha. Hồi gấu sẽ thử. Ớt thì trời ơi, cái này cái thấy bự chả bá lửa nè. Cây xé lưỡi luôn. Rồi. Thèm quá. Miếng nè. Wow. Ngon.
ngon quá. Rồi, còn chờ gì nữa mà không ăn thử nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ húp thử nước. Trời ơi, hồi hộp quá, không biết nước có ngon như là lẩu mà ở ngoài tiệm ăn không nữa. Đây, nước có mấy hộp tiền với gà cay quá. Từ từ nóng nha các bạn, cực kỳ nóng luôn. Gấu khuyên các bạn là hãy cẩn thận với cái lẩu này vì nó cực kỳ nóng, nãy giờ gấu muốn hỏng mấy lần rồi đó. Nè, cay quá. Mới ổi thôi là thấy cay rồi. Thơm, cũng thơm á. Cay mà ngon cực kỳ luôn, ngon như là lẩu mà gấu đi qua Trung Quốc có ăn gì đó. Kiểu kiểu vậy. Ngon mà dường như là gần như là 80% lẩu ở ngoài tiệm luôn á. Rồi bây giờ gấu sẽ ăn thử nấm nha. Gấu rất là thích ăn nấm đông cô. Đây, nấm đông cô đây. Để coi là nấm sấy khô mà khi nấu xong nó có tươi không. Nóng quá. Vẫn còn giữ nguyên cái vị nấm đông cô như là nấm tươi luôn các bạn. Đây là khoai lang nè. Nóng quá. Rất là ngon, ngon như hàng tươi luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ ăn thử miếng thịt bò. Quan trọng nhất là cái miếng thịt bò nè. Các bạn xem miếng thịt bò nè. Nhìn như là miếng thịt bò thiệt luôn á. À, chết cha. Cái này miếng bò thiệt chứ. Đấy là nhìn như là bò tươi, đúng không? Bò tép khô mà như bò tươi luôn các bạn. Trong có rau nãy có không tưởng tượng nó là miếng thịt bò luôn mà bây giờ nó ra miếng thịt bò nè. Đó. Bây giờ ăn thử cho nó ngon. Vừa nóng. Tới giờ vẫn còn nóng các bạn ơi, khói nó bốc lên là đụng xíu là phỏng tay liền. Ăn thử nha. Dai dai. Có mùi bò nhưng mà không ngon bằng bò tươi. Nhưng mà vẫn ngon. Phước vị. Nói chung là vẫn ngon. Không dở nha. Dù không tươi lắm nhưng mà không dở. Ăn vẫn thấy vị rất là ngon. Đây là đậu hũ nè. Đây. Đậu hũ nó chắc thấm lắm. Tại vì đậu hũ khô, nó sấy khô, nó teo lại. Xong rồi chúng ta bỏ vô nước, nó giãn ra, nó hút nước một đống vô luôn. Gấu nghĩ là miếng đậu hũ này rất là thấm gia vị. Ngon. Nói chung là ngon. Đây. Tiếp theo gấu sẽ ăn thử miếng nha. Ui, còn miếng dài. Dài quá dài. Ăn thử. Phải nói là cái lẩu đường sôi này á là mới đầu có không nghĩ là nó ngon gì đâu, nhưng mà khi mà ăn rồi có mới thấy là nó ngon không tưởng các bạn. Thật là tiện lợi. Cái này các bạn có thể đi du lịch nè, đi dã ngoại nè, đi chơi bạn bè hay là đi bất cứ nơi nào mà cần sự tiện lợi, cần đem những thứ tiện lợi thì các bạn hãy mua cái lẩu này nha. Thật sự là ăn rất là tiện lợi, ngon, dễ ăn, không có dở. Lẩu tự sôi, lẩu đóng hộp nhưng mà lẩu không có dở nha, vẫn tương tự như lẩu ở ngoài tiệm. Được cái là nó hơi ít, với lại nó hơi mắc một xíu, tại vì cái lẩu này là giá ngoài thị trường á thì nó khoảng 165.000 thì nó cũng bằng một cái nồi lẩu bình thường. Nhưng mà xét về độ tiện lợi thì cái này vẫn hơn cái lẩu mà mình tự nấu, đúng không các bạn? Thì các bạn nấu lẩu các bạn phải ra chợ này, các bạn mua rau, mua thịt, mua tùm lum thứ mua gia vị, các bạn phải nấu canh me đồ bệt cũng chết luôn. Cái này các bạn cần đổ hết tất cả vô, các bạn đổ nước và các bạn đợi 15 phút ăn xong. Đơn giản dễ ăn. Để ăn tiếp thôi. Thật sự thì cái lẩu này không có cay lắm, hình như là lẩu này ít cay hay sao, hay là do cái độ ăn cay của gấu mạnh. Gấu thấy là ăn không có cay lắm, cũng vừa ăn. Nhưng mà gấu khuyên các bạn ăn cay yếu thì nên cẩn thận, thì cũng có thể là gấu ăn không cay lắm, còn các bạn ăn thì các bạn sẽ thấy rất là cay nha. Rất là ngon. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời gấu ăn thử cái lẩu tự sôi này. Sao biết bao nhiêu cái review, mấy trăm ngàn cái review trên mạng. Mình nhìn tay review mình thèm mà mình không có biết mua ở đâu hết trơn. Với lại mình không có thời gian mua. Mà khi mình mua được rồi á, mình qua tận nơi bên Trung Quốc mình mua luôn á, thì bị giữ lại không cho gì ăn. Đó, thì bây giờ là có người tặng cho gấu để gấu phục thù. Phải nói là phục thù là mình ăn. Ăn cho đã thì thôi. Thôi thì tạm biệt các bạn nha. Bây giờ gấu sẽ ăn hết cái lẩu này. Rồi sau đó là mình đi xem phim. Đó. Cái ngày hôm nay là vậy thôi, là ăn xong rồi đi xem phim. Rồi, bye bye các bạn nha. Và các bạn ơi, hãy nhớ là gấu sẽ làm vlog từ đây về sau. Các bạn hãy đón xem những vlog sau của gấu nha. Và rất cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Ăn xong.